Cô xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tuần 23, tiết 112, luyện tập nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số tiếp theo. Bài học ngày hôm nay giúp các con: thứ nhất, rèn luyện kỹ năng nhân có nhớ 2 lần; thứ hai, củng cố kỹ năng giải toán có 2 phép tính và tìm số bị chia. Chúng ta đi vào bài tập 1, đặt tính rồi tính. Ở bài tập 1, chúng ta sẽ thực hiện hai bước. 1 là đặt tính, bước 2 là tính. Cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện IA. IA có 2 phép tính. Phép tính thứ nhất là 1324 nhân 2. Thứ hai là 1719 nhân với 4. Cô hướng dẫn các con thực hiện phép tính thứ nhất, 1324 nhân 2. Chúng ta thực hiện hai bước. Bước 1, đặt tính. Chúng ta viết thừa số thứ nhất, 1324 ở hàng trên, thừa số thứ hai là số ai ở hàng dưới, sao cho các hàng thẳng cột với nhau. Viết dấu nhân ở bên trái giữa hai thừa số, rồi kẻ gạch ngang. Bước 2, tính. Chúng ta lấy thừa số thứ hai nhân với lần lượt từng chữ số của thừa số thứ nhất. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 3 bằng 6, viết 6. 2 x 1 bằng 2, viết 2. Đây là phép nhân không nhớ. Cô hướng dẫn tiếp phép nhân thứ hai, 1719 nhân 4. Chúng ta cũng thực hiện hai bước. Bước 1, đặt tính. Chúng ta viết thừa số thứ nhất, 1719 ở hàng trên, viết thừa số thứ hai là số 4 ở hàng dưới, sao cho các hàng thẳng cột với nhau. Viết dấu nhân ở bên trái giữa hai thừa số, rồi kẻ gạch ngang. Bước 2, tính. Chúng ta lấy thừa số thứ hai là số 4 nhân với lần lượt từng chữ số của thừa số thứ nhất. Từ phải qua trái, bắt đầu từ hàng đơn. 4 x 9 bằng 36, viết 6, nhớ 3. 4 x 1 bằng 4, thêm 3 bằng 7, viết 7. 4 x 7 bằng 28, viết 8, nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6, viết 6. Vậy 1719 nhân 4 bằng 6876. Đây là phép nhân có nhớ 2 lần. Lần thứ nhất có nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục. Lần thứ hai có nhớ từ hàng trăm sang hàng nghìn. Vừa rồi cô đã giúp các con củng cố phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Sau đây chúng ta sẽ vận dụng phép nhân này để giải bài toán có lời văn. Chúng ta đi vào bài tập 2. An mua 3 cây bút, mỗi cái bút giá 2.500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8.000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền? Các con hãy đọc thầm bài toán này lại một lần nữa. Bài toán cho biết An mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2.500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8.000 đồng. Bài toán hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền? Cô hướng dẫn các con tóm tắt bài toán này như sau. Mua 3 cái bút, mỗi cái 2.500 đồng. An đưa cô bán hàng 8.000 đồng. Trả An bao nhiêu tiền? Cô hướng dẫn các con cách giải bài toán này như sau. An đưa cho cô bán hàng 8.000 đồng. Muốn biết cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền thì trước tiên chúng ta phải biết An mua 3 cây bút hết bao nhiêu tiền. Biết một cái bút giá 2.500 đồng, hỏi 3 cái bút hết bao nhiêu tiền. Bài toán này thuộc dạng toán biết một phần tìm nhiều phần mà chúng ta đã học. Như vậy, bài toán này giải bằng hai phép tính. Phép tính thứ nhất, đi tìm số tiền An mua 3 cái bút. Ta lấy số tiền mua 1 cái bút nhân với số cái bút An mua. Phép tính thứ hai, ta đi tìm số tiền cô bán hàng trả lại cho An. Lấy số tiền An đưa cô bán hàng trừ đi số tiền mua 3 cái bút và đáp số. Đây là bài toán giải bằng hai phép tính. Phép tính thứ nhất, biết một phần tìm nhiều phần. Phép tính thứ hai, tìm phần còn lại.
Đây là bài toán tương tự giống bài 3 trang 114 chúng ta đã học. Chúng ta chuyển sang bài tập 3, tìm x. A, x chia cho 3 bằng 1527. B, x chia 4 bằng 1823. Ở cả hai phép tính này, x có tên gọi là số bị chia. Vậy, để thực hiện được bài này, chúng ta phải nhớ lại, muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Các con làm hai phép tính này vào phiếu bài tập. Chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm. Số 4. Có hai hình chữ nhật như trên hình vẽ. Hình A là một hình chữ nhật có 3 hàng, mỗi hàng có 4 ô vuông. Có 7 ô vuông đã được tô màu như hình vẽ. Bài hỏi chúng ta cần tô màu thêm mấy ô vuông nữa để được hình vuông có 9 ô vuông. Như chúng ta đã biết, hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau và có 4 góc đều vuông. Như vậy, chúng ta phải tô màu thêm 2 ô vuông nữa như trên hình vẽ để được hình vuông có 9 ô vuông. Ý B cũng là một hình chữ nhật có 3 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Người ta đã tô màu 8 ô vuông như trên hình vẽ. Yêu cầu chúng ta cần tô màu thêm mấy ô vuông nữa để được hình chữ nhật có 12 ô vuông đã tô màu. Như chúng ta đã biết, hình chữ nhật là hình có 2 chiều dài bằng nhau và 2 chiều rộng bằng nhau, có 4 góc đều là những góc vuông. Như vậy, chúng ta cần phải tô màu 4 ô vuông nữa để được một hình chữ nhật có 12 ô vuông đã tô màu. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Cô thân ái chào tạm biệt các em.